Hello mọi người, chào mừng mọi người đến vlog của Công Đường. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một buổi quay ở Công Đường này như thế nào. Rồi, bây giờ mình thay đồ. Đeo cái này trước. Cái này đi, mấy cái phim kiếm hiệp thì sao á, nó có hai cái cổ màu trắng á. Mình không có đồ, mình không có đồ đó thì mình chỉ cần đeo cái này thôi. Cho nó, cho nó giống. Cái này mình đúng không? Đây là những đồ của anh em. Đồ mai cũng có, đồ mua cũng có. Dạ vãi. Nói chung là đồ này cũng dễ mặc. Cho một người là mặc, nói chung có người phụ thì nhanh hơn. Từ mình mặc cũng được, cũng không vấn đề. Thế rất nhiều. Ủa này cuối tuần đúng không? Thế rất nhiều. Chiều 3. Cái nào cũng có. Chiều 4. Thứ 7 hả? Rồi đó, nói chung là mặc cái này vô là thấy cơ bản là cũng ra đa dạng. Giờ đến tóc. Kiếm bộ tóc. Bình thường mấy bộ tóc thì rất là dễ rối. Nó đóng đi. Tóc chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Bình thường á sẽ có mấy bạn phụ mít cúp. Nhưng mà ví dụ như hôm nào mấy em bận á mình sẽ làm luôn. Mấy này được làm hết à? Nó không được ok lắm nhưng mà chấp nhận được. Chúng là anh em ngủ qua cụ lại với nhau. Đây. Trời đơn này chỉnh cái tóc sao? Thì đừng dán mình qua. Hay là mày sợ trong ngục, mày sợ phải trảm đầu hay mày nghĩ mày trung thực. Người giàu ăn để bỏ, người khổ nhục van xin, để hại người dân lành, đại tốt người toan tính. Nhưng rồi sẽ công bằng vì có ta. Nhưng cái món này đòi nó hơi đau đầu chút, nhưng mà chịu khó thôi. Tại đâu có tiền mua nó gì đâu. Gì đây? Mình có mặt trời nha. Mặt trời. Cái mặt trời nè. Trăng này cũng dám mà kìa. Dễ gì dễ được, thích gì dễ. Chúc mấy bạn cũng coi được cái tập mà mình làm mà về cái chuyện là không được dễ mặt trăng khuyết á, cũng được mấy triệu view ở trên TikTok. Các bạn có hỏi mình nói xem thử tại sao mà mình không được dễ trăng khuyết giống. Chung là cũng có người tin và có người không tin, nhưng mà mình cứ kiên đi, mình đóng chứ người ta có đóng đâu. À, cũng ok rồi đó. Ta không phải là vua chúa, ta là báo công. Ta không nghe lời thảm sầu, ta là báo công. Vẫn đồng quê và thôn dưa lúa báo công. Kẻ năng của ta luôn ta làm giàu báo công, báo công. Ta trị nước thiên mệnh báo công, báo công. Hàng vạn người nghe lệnh báo công, báo công. Ta một lòng vì dân rồi trị với những cái hàng bằng những lời trong xin hô báo công, báo công. Ta trị nước thiên mệnh báo công, báo công. Hàng vạn người nghe lệnh báo công, báo công. Ta một lòng vì dân rồi trị với những cái hàng bằng những lời trong xin huấn.